Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi dự báo nguy cơ tấn công mạng diện rộng do các lỗ hổng mới trong hệ thống máy chủ của các trang web dùng để triển khai những ứng dụng lớn của tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Oracle. Đây là hệ thống máy chủ được sử dụng nhiều trong các hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức ở Việt Nam, đặc biệt là cơ quan chính phủ, ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp và các công ty lớn. Đến thời điểm này, Oracle chưa có công bố về các biện pháp khắc phục thay thế để giảm thiểu nguy cơ tấn công. Vì vậy, cách tốt nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật này là cập nhật bản vá theo hướng dẫn của Oracle. Thống kê của Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tính từ tháng 7 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2021, các nhà mạng đã ngăn chặn hơn 181.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác. Đáng nói, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, các nhà mạng đã ngăn chặn hơn 92.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác. Số lượng phản ánh của người dân về cuộc gọi rác qua đầu số 5656 tăng trung bình từ 13 đến 15% một tháng. Đối với cuộc gọi giả mạo số điện thoại, Cục Viễn thông cho biết thời gian qua, mặc dù các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn để hòng lọt qua hệ thống ngăn chặn, nhưng tính đến tháng 6 năm 2021, các doanh nghiệp cũng đã ngăn chặn hơn 56,65 triệu cuộc gọi giả mạo. Riêng 6 tháng đầu năm 2021 đã chặn hơn 35 triệu, qua đó góp phần bảo vệ người sử dụng dịch vụ viễn thông, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Đã có 6 doanh nghiệp lớn bao gồm VNG, VTC Intercom, Garena, VCCOP, Gosu và công ty truyền thông Viettel đồng ý gia nhập liên minh các nhà sản xuất và phát hành trò chơi điện tử trên mạng Việt Nam. Cũng theo thông tin từ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, thì Việt Nam có khoảng 196 doanh nghiệp game được cấp phép hoạt động và đã có những đóng góp nhất định vào nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn cơ bản hoạt động đơn lẻ, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Khi đi vào hoạt động, liên minh này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ bản quyền game cho các thành viên, đấu tranh loại bỏ các game mạo danh, game vi phạm bản quyền, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp thành viên và sản phẩm game hợp pháp để phát triển trên các nền tảng xuyên biên giới App Store, Google Play Store. Dự kiến liên minh sẽ được thành lập trong năm 2021. Trước lo lắng của người dân trong việc đi lại mua bán online sau khi thành phố Hà Nội dừng hoạt động của xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe ôm, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, shipper, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép tổ chức đội taxi chở người dân trong trường hợp khẩn cấp. Cũng theo cơ quan này, hiện thành phố chỉ cấm đội ngũ shipper của các ứng dụng công nghệ vì lực lượng này không may quản lý được vấn đề sức khỏe. Các bưu tá của doanh nghiệp bưu chính và nhân viên giao hàng của các siêu thị vẫn được hoạt động. Các sở ngành địa phương trên địa bàn thành phố cũng được đề nghị phối hợp hỗ trợ hai doanh nghiệp bưu chính lớn là Vietnam Post, Viettel Post trong việc cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ bưu chính, điểm bán hàng lưu động cũng như trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị có trách nhiệm quản lý và triển khai các biện pháp phòng dịch cho đội ngũ nhân viên tham gia chuyển hàng hóa thiết yếu đến người dân. Danh sách bưu tá nhân viên tham gia giao hàng hóa thiết yếu được gửi về Sở Giao thông Vận tải và khi có xác nhận bằng tin nhắn, nhân viên bưu tá chuyển phát nhanh chỉ cần chính xác nhận đó với bộ phận cơ quan kiểm tra khi thủ đô thực hiện giãn cách. Nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Là một trong những nhóm ngành quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động thường ngày của người dân, nên các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của VNPT vẫn được tập đoàn đảm bảo hoạt động thông suốt trong thời gian giãn cách. Theo đại diện của tập đoàn VNPT, các điểm giao dịch chăm sóc khách hàng của VNPT vẫn duy trì hoạt động tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, các điểm giao dịch chăm sóc khách hàng của VNPT tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu vẫn mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ các ngày trong tuần và từ 8 giờ 30 đến 17 giờ vào cuối tuần. Tại các tỉnh thành khác, giờ hoạt động là từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 các ngày trong tuần và 8 giờ 30 đến 17 giờ ngày cuối tuần. Toàn bộ giao dịch viên của VNPT đều tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi làm việc. Các hoạt động sửa chữa dịch vụ Internet, truyền hình MyTV cũng được duy trì trong thời gian giãn cách. Người dùng có thể đăng ký sửa chữa dịch vụ qua tổng đài 1800-1166 hoặc trên ứng dụng MyVNPT. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thanh toán trực tuyến cước phí các dịch vụ của VNPT như nạp thẻ điện thoại, cước Internet, truyền hình MyTV thông qua ứng dụng MyVNPT hoặc ví điện tử VNPT Pay. Chiến dịch làm trong sạch môi trường mạng của Trung Quốc đang tiến hành các bước tiếp theo nhắm vào thương mại điện tử. Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã tiến hành điều tra hơn 3.000 vụ đánh giá giả mạo và khai khống số liệu, áp dụng số tiền phạt lên tới 31,8 triệu đô la Mỹ. Thông báo của cơ quan này chỉ rõ hai hành vi gian lận là thao túng đánh giá và tạo đơn hàng giả và gọi đây là khối ung nhọt ở thị trường mà những người có liên quan phải bị trừng phạt.
Trước đó, Alibaba Group hồi tháng 4 đã phải nộp phạt kỷ lục 2,8 tỷ đô la Mỹ vì thao túng độc quyền, bao gồm các kịch bản chọn một trong hai, nơi người bán buộc phải chọn một nền tảng phân phối. Giới phân tích nhận định Trung Quốc đang chia hai đường tiến công, một nhắm vào các nền tảng độc quyền của các ông lớn, mặt khác nhắm vào các thương nhân có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Dịch vụ video ngắn của Trung Quốc TikTok vừa bổ sung thêm chính sách hạn chế đối với nội dung quảng cáo về tiền mã hóa trên nền tảng của mình. Lệnh cấm bao gồm các dịch vụ và sản phẩm tài chính, các quảng cáo tiền mã hóa, giao dịch tài sản và các phương thức tài chính khác. Các hạn chế được ban hành không lâu sau khi chính phủ Trung Quốc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với các hoạt động khai thác tiền mã hóa tại nước này. Các biện pháp mới của TikTok sẽ có tác động trực tiếp đến các công ty tài chính vốn đang quảng bá dịch vụ của họ trên TikTok. Nội dung cập nhật trong chính sách quảng cáo của TikTok có nhắc đến lệnh cấm áp dụng trên quy mô toàn cầu đối với các quảng cáo dịch vụ và sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản vay, thẻ tín dụng, dịch vụ trả góp, nền tảng giao dịch, tiền mã hóa, thiết bị trao đổi ngoại tệ. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, nhưng không phải vì thế mà làng công nghệ kém phần sôi động. Trong tuần, nhiều thông tin rò rỉ về iPhone 13 của Apple hay Galaxy S22 của Samsung liên tục được cập nhật và thu hút cộng đồng ICT. Trong nước, nhiều sản phẩm công nghệ từ tai nghe đến smartphone đã lựa chọn hình thức ra mắt trực tuyến tới người tiêu dùng Việt Nam. Ngay sau đây, trong trải nghiệm số cuối tuần, phóng viên Mạnh Hùng sẽ trên tay nhanh một model điện thoại mới nhất của thương hiệu Oppo. Quý vị đang đến với không gian của trải nghiệm số. Trong quý 1 năm 2021 thì mẫu smartphone bán chạy nhất tại Việt Nam đó chính là Reno 5. Và tiếp nối những thành công này thì trong tuần vừa qua, Oppo đã cho ra mắt trực tuyến Reno 6 series và nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Reno 6Z. Đầu tiên là về kiểu dáng, vẫn tiếp nối cái ngôn ngữ thiết kế trên các dòng Renault trước. Như lần này thì bề mặt Renault Grow, tức là bề mặt nhám và chống bám vân tay đã được tích hợp trên cả hai bản bạc đa sắc và đen huyền bí. Nhất là phiên bản bạc đa sắc, mỗi góc nhìn lại là một màu sắc thay đổi nhìn rất ảo diệu. Và cảm giác cầm nắm thì thực sự chiều chuộng cảm xúc người dùng, bởi mặt sau được vuốt cong nên khi các bạn chơi game lâu hay cầm xem phim chẳng hạn sẽ không bị cấn tay. Tiếp theo phải nói là một cuộc kim khí hóa đang diễn ra trên Renault khi mà viền của Renault 6Z này cũng như phần cụm camera trông sang xịn mịn hơn rất nhiều khi thay vì nhựa nó đã được làm từ kim loại. Nhắc tới Renault, người ta sẽ định hình ngay về một sản phẩm mạnh về khoản selfie, chụp hình check-in của giới trẻ. Chúng ta sẽ có 32 megapixel trên camera selfie. Bộ camera chính gồm có 64 megapixel trên camera chính, 8 megapixel trên camera góc rộng và 2 megapixel trên camera macro. Bộ 3 camera này thì cho ra chất lượng hình ảnh khá là tốt, màu sắc thì chân thực. Và nếu mà các bạn muốn hình ảnh trở nên nịnh mắt hơn thì hoàn toàn có thể bật chế độ AI, máy sẽ tự động có thuật toán để giúp cho một bức ảnh trở nên đẹp hơn. Rất là ấn tượng với khả năng làm đẹp bằng camera trước vẫn là nhờ thuật toán AI, giúp cho hình ảnh của người chụp trở nên đẹp hơn. Và một tính năng đặc biệt mà Oppo đã nhấn mạnh trên dòng Reno 6 đó chính là tính năng bokeh flare. Hiểu một cách đơn giản là mỗi khi chụp vào ban đêm ở những cái khu vực thành phố thì hình ảnh của bạn sẽ giống như là những bộ phim điện ảnh, những bộ phim truyền hình. Khi mà đằng sau của chúng ta những ánh đèn nó sẽ được làm mờ đi và trông rất là huyền ảo. Còn về khả năng quay video thì nếu chúng ta quay bằng camera sau, máy sẽ hỗ trợ tối đa là 4K. Tuy nhiên là mức độ chống rung chỉ ở mức khá mà thôi. Và nếu mà bạn muốn chống rung tốt hơn thì chúng ta sẽ phải bật chế độ là siêu chống rung. Lúc ấy thì hình ảnh sẽ không còn rõ độ chi tiết nữa. Và một điều rất phù hợp với những bạn thích làm vlog du lịch trải nghiệm chẳng hạn thì chiếc máy này cũng hỗ trợ cả tính năng quay đồng thời camera trước và camera sau cùng một lúc. Điều đặc biệt nếu như Reno 5 phải chờ một khoảng thời gian mới có bản 5G thì lần này loạt Reno 6 đã được trang bị 5G luôn, mà theo hãng giới thiệu sẽ giúp người dùng kết nối tốt hơn khi mà chơi game này nhờ một anten 360 độ. Có lẽ nhờ đó mà bắt sóng ổn hơn. Trái tim của máy là con chip MediaTek Dimensity 800U 5G. Không quá ấn tượng nhưng đủ dùng khi chơi các tựa game phổ biến hiện nay.
Về màn hình thì máy trang bị một màn hình 6.4 inch AMOLED mang tới hiển thị ấn tượng. Song khá tiếc khi tốc độ màn hình chỉ còn 60Hz, song với những nhu cầu cơ bản thì đây cũng là đủ. Và nếu bạn muốn tốc độ màn hình nhanh hơn, chúng ta sẽ có Reno 6 với 90Hz. Dung lượng pin là hơn 4.300mAh, sạc nhanh 30W. Cũng là rất nhanh bởi vì công nghệ sạc của Oppo rất chăm chút. Có những reviewer họ đánh giá như thế nào về mẫu Reno 6Z và Reno 6? Hãy cùng kết nối với họ ngay bây giờ.